start to say that I'd rather stay awake when I'm asleep. Cause everything is never as it seems when I fall asleep. Trong các buổi học thì các mình nghĩ ngay đến là anh Đặng Thái Sơn, dạy buổi 3 của định vị thương hiệu, là giáo viên mình thấy ấn tượng nhất. Thật ra thì là mỗi giáo viên đều đem đến cho mình những ấn tượng rất là đặc biệt, bởi vì là họ cung cấp những kiến thức mà mình phải cảm thấy rất là kinh ngạc, bởi vì là nó rất là cao siêu. Nhưng mà tuy nhiên thì là ở cái buổi học gần cuối cùng thì mình đặc biệt ấn tượng với lại giáo viên Minh Hạnh, khi mà chị ấy dạy về sale, phân phối sản phẩm. Thì những cái này là những cái mình áp dụng được gần gũi nhất trong cái công việc hiện tại, đấy là bán hàng online. Thế ra cái buổi học marketing với Lòng mình nghĩ là mình sẽ ứng dụng được khá là nhiều điều, nhất là về nghiên cứu khách hàng, insight khách hàng. Thứ hai là nghiên cứu thị trường, nữa là chiến lược định vị thương hiệu trong bài của anh Sơn thì thấy rất là hay. 10 million fireflies, I'm weird.